Xin kính chào và cảm ơn quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Thời sự tối thứ Bảy ngày 27 tháng 7 của Đài Phát thanh và Truyền hình Điện Biên. Thưa quý vị và các bạn, sau gần 5 tháng xuất hiện dịch tả lợn châu Phi trên địa bàn tỉnh, đến thời điểm hiện nay, dịch đã qua giai đoạn đỉnh điểm và đang có chiều hướng giảm dần. Toàn tỉnh đã có 20 xã công bố hết dịch, 16 xã qua 30 ngày không phát sinh lợn tiêu hủy. Đây chính là tín hiệu đáng mừng cho người chăn nuôi cũng như ngành chăn nuôi tỉnh ta. Song điều mà người chăn nuôi cũng như các ngành chức năng quan tâm nhất hiện nay chính là việc đầu tư tái đàn, tăng đàn để khôi phục chăn nuôi. Vậy thời điểm hiện nay, việc tái đàn có an toàn hay không? Trong chương trình thời sự hôm nay, chúng tôi sẽ dành một phần thời lượng để phản ánh về vấn đề này. Trước tiên là những thông tin thời sự đáng chú ý. Thưa quý vị và các bạn, hôm nay kỷ niệm 72 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 năm 1947, 27 tháng 7 năm 2019. Trong những ngày qua, Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã tổ chức nhiều hoạt động và dành những tình cảm sâu sắc nhất đến với các anh hùng liệt sĩ, các thương binh, bệnh binh đã dâng hiến và dành một phần xương máu trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Cùng với những người làm truyền hình cả nước, chúng tôi thay mặt cán bộ, phóng viên, biên tập viên Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Điện Biên lặng mình tưởng nhớ đến các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh cho độc lập tự do của Tổ quốc và tri ân cho những người trở về sau đạn bom khói lửa để bảo vệ Tổ quốc. Nằm trong chuỗi các hoạt động tri ân nhân kỷ niệm 72 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 năm 1947, 27 tháng 7 năm 2019, tối qua tại Nghĩa trang A1, Cục Chính trị Quân khu 2 phối hợp với Ban Thanh niên Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, Đoàn Thanh niên Bộ Công an, tỉnh Đoàn Điện Biên tổ chức lễ thắp nến tri ân và chương trình nghệ thuật Khải Hoàn Ca âm vang Điện Biên. Tham dự có Trung tướng Trần Quang Phương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam. Đồng chí Lò Văn Muôn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh. Đồng chí Giàng Thị Hoa, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh. Đồng chí Lò Văn Mừng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Điện Biên. Đồng chí Lê Văn Quý, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Trong không khí linh thiêng, các đại biểu và lực lượng đoàn viên thanh niên đã dâng hương, dâng hoa và thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc. Tuổi trẻ quân đội, công an và tuổi trẻ tỉnh Điện Biên nguyện ra sức thi đua học tập, rèn luyện, lao động sản xuất, phát huy sức mạnh và trí tuệ của tuổi trẻ, tiếp nối truyền thống vẻ vang anh hùng bất khuất của thế hệ cha anh đi trước, nỗ lực phấn đấu xây dựng quê hương đất nước giàu đẹp, văn minh, xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, xứng đáng là thế hệ thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Nối tiếp lễ thắp nến tri ân là chương trình nghệ thuật Khải Hoàn Ca âm vang Điện Biên với hai phần gồm Lửa Thiêng Hào Khí Điện Biên và viết tiếp khúc Khải Hoàn Ca Điện Biên. Qua các ca khúc và màn hát múa Giải phóng Điện Biên, Chiến công trong lòng đất, Hát về mẹ Việt Nam anh hùng, Tổ quốc gọi tên mình đã tái hiện những năm tháng hào hùng đấu tranh giành độc lập của dân tộc, ca ngợi tinh thần chiến đấu anh dũng của các anh hùng liệt sĩ trên địa bàn tỉnh Điện Biên, những chiến công vang dội của quân và dân ta trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp cứu nước. Các hoạt động tri ân nhân dịp kỷ niệm 72 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 nhằm khắc ghi công lao to lớn, sự hy sinh mất mát của các thế hệ cha anh, khơi dậy niềm tự hào của quân và dân ta trong kháng chiến chống giặc ngoại xâm, giành độc lập tự do cho Tổ quốc. Đồng thời bày tỏ lòng tri ân, biết ơn sâu sắc của thế hệ trẻ tới thân nhân gia đình liệt sĩ, các thương binh, bệnh binh, gia đình người có công với cách mạng. Qua đó góp phần cùng toàn xã hội chăm sóc, đền đáp công ơn những người có công, đồng thời giáo dục thế hệ trẻ biết sống nhân ái, biết trân trọng những giá trị truyền thống, thêm yêu quê hương, đất nước. Ngày 26 tháng 7, Trung tướng Trần Quang Phương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam cùng lãnh đạo Bộ Tư lệnh Quân khu 2 đã đến thăm và tặng quà hai đối tượng chính sách trên địa bàn thành phố Điện Biên Phủ. Đến thăm tặng quà bệnh binh Nguyễn Thế Hưởng và bệnh binh Nguyễn Sĩ Tiếp đang sinh sống tại phường Thanh Trường, thành phố Điện Biên Phủ, Trung tướng Trần Quang Phương đã ân cần thăm hỏi sức khỏe, tình hình gia đình các bệnh binh, đồng thời bày tỏ sự tri ân sâu sắc đối với các thương bệnh binh gia đình có công với cách mạng trên địa bàn cả nước. Đồng chí mong muốn các thương bệnh binh tiếp tục phát huy phẩm chất cách mạng, giữ gìn sức khỏe, vượt lên thương tật và là tấm gương sáng cho con cháu, thế hệ trẻ học tập, noi theo.
Nhân dịp kỷ niệm 72 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 năm 1947, 27 tháng 7 năm 2019, sáng nay 27 tháng 7, hơn 300 cán bộ chiến sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã đến đặt vòng hoa dâng hương tại Nghĩa trang Liệt sĩ A1. Báo cáo những kết quả thực hiện nhiệm vụ quân sự quốc phòng địa phương trước anh linh các anh hùng liệt sĩ. Thời gian qua, cán bộ chiến sĩ Bộ Chỉ huy luôn đoàn kết, khắc phục khó khăn, hoàn thành các nhiệm vụ được giao. Thường xuyên quán triệt học tập các nghị quyết chỉ thị của cấp trên, phối hợp kịp thời với các lực lượng nắm chắc tình hình giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, tham mưu chỉ đạo xây dựng tỉnh thành khu vực phòng thủ vững chắc. Trước anh linh các anh hùng liệt sĩ, cán bộ chiến sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh nguyện phát huy hơn nữa truyền thống Điện Biên Phủ anh hùng, cống hiến trí tuệ, tài năng, tin tưởng, trung thành tuyệt đối với Đảng, chấp hành nghiêm pháp luật nhà nước, xây dựng bản lĩnh chính trị vững vàng, tích cực luyện rèn, sẵn sàng chiến đấu cao. Đây là dịp để cán bộ chiến sĩ tỏ lòng thành kính trước anh linh các anh hùng đã hy sinh cho nền độc lập tự do của Tổ quốc và giáo dục truyền thống yêu nước, tự hào, tự tôn dân tộc, tinh thần quyết chiến quyết thắng của quân và dân ta đối với thế hệ trẻ. Trong dịp này, đoàn công tác nhà máy Z173, Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng đã đến dâng hoa dâng hương tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia A1. Tối qua, đoàn đại biểu Đảng, Chính quyền, Mặt trận Tổ quốc thành phố Điện Biên Phủ cũng đã tổ chức đặt vòng hoa dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Hiểm Lam. Trước anh linh các anh hùng liệt sĩ, các đại biểu đã dành một phút mặc niệm để tri ân công lao to lớn của các anh hùng liệt sĩ, những người con ưu tú của dân tộc đã không tiếc máu xương, anh dũng chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì cuộc sống bình yên của nhân dân. Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc thành phố nguyện đoàn kết một lòng, phát huy truyền thống Điện Biên Phủ anh hùng, quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội đã đề ra, xây dựng thành phố Điện Biên Phủ văn minh, giàu đẹp. Tối qua, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, Đoàn Dân chính Đảng tỉnh cùng Chi đoàn Ngân hàng Đầu tư Phát triển chi nhánh Điện Biên phối hợp tổ chức thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Độc lập. Tham dự buổi lễ có đồng chí lãnh đạo một số sở ban ngành đoàn thể tỉnh và hơn 400 đoàn viên thanh niên đại diện cho hơn 2.000 đoàn viên thanh niên Đoàn Dân chính Đảng tỉnh. Tại buổi lễ, các đại biểu và đoàn viên thanh niên đã đặt vòng hoa, thắp nến và dâng hương tưởng niệm trên từng phần mộ các anh hùng liệt sĩ, đồng thời bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc và sự cảm phục trước những cống hiến lớn lao, sự hy sinh quên mình của các anh hùng liệt sĩ trong cuộc chiến đấu vĩ đại giành độc lập tự do cho dân tộc. Đây là hoạt động được tổ chức thường niên, có ý nghĩa giáo dục truyền thống đạo lý uống nước nhớ nguồn cho đoàn viên thanh niên, đồng thời cũng là dịp ôn lại quá khứ hào hùng của cha anh, nhắc nhở các đoàn viên thanh niên mãi ghi nhớ công ơn các anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống vì độc lập tự do của dân tộc, vì hạnh phúc của nhân dân. Nhân kỷ niệm 72 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 năm 1947, 27 tháng 7 năm 2019, tối ngày 26 tháng 7, Ban chấp hành huyện đoàn Điện Biên đã phối hợp với các đơn vị đoàn kết nghĩa, tổ chức lễ dâng hương thắp nến tri ân tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ hy sinh vì nền độc lập tự do của dân tộc tại Nghĩa trang Tông Khao, xã Thanh Nưa, huyện Điện Biên. Tại lễ dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì nền độc lập của dân tộc, Ban chấp hành huyện đoàn Điện Biên đã tổ chức lễ báo công với hương hồn các anh hùng liệt sĩ. Trong những năm qua, lực lượng đoàn viên thanh niên trong toàn huyện luôn là lực lượng nòng cốt, đi đầu trong các phong trào phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, phong trào bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại cơ sở và phong trào xây dựng đời sống văn hóa mới ở khu dân cư. Các phong trào đã thu hút hàng nghìn lượt đoàn viên thanh niên nhiệt tình hưởng ứng tham gia. Sau lễ báo công, gần 500 đoàn viên thanh niên, cán bộ chiến sĩ của 4 đơn vị gồm huyện đoàn Điện Biên, lữ đoàn 82 quân khu 2, đoàn thanh niên trung đoàn cảnh sát cơ động Bộ Công an và đoàn thanh niên trại giam Nà Tấu Bộ Công an đã tổ chức thắp nến tri ân và chăm sóc các phần mộ anh hùng liệt sĩ. Thông qua hoạt động này là dịp để mỗi đoàn viên thanh niên bày tỏ lòng thành kính, biết ơn đối với các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, nhắc nhở các thế hệ trẻ sống lao động và học tập, xây dựng Điện Biên ngày càng văn minh giàu đẹp. Ngày 26 tháng 7, Ban chấp hành Đảng bộ huyện Tùa Chùa khóa 17 tổ chức kỳ họp thứ 22 nhằm lấy ý kiến đối với đề án sáp nhập thôn, tổ dân phố trên địa bàn huyện năm 2019. Tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2018, trên địa bàn huyện Tùa Chùa có 143 thôn, tổ dân phố, với tổng số trên 11.000 hộ, trong đó có 8 tổ dân phố, 135 thôn bản. Theo đề án sáp nhập, huyện Tùa Chùa sẽ sáp nhập 26 thôn bản, thành lập 13 thôn với tổng số trên 1.500 hộ, trên 8.000 khẩu. Còn lại giữ nguyên 117 trên 143 thôn, tổ dân phố với tổng số gần 9.600 hộ. Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận cho ý kiến vào đề án để việc điều chỉnh sắp xếp, sáp nhập thôn, tổ dân phố năm 2019 sẽ góp phần giúp cho hệ thống chính trị tại huyện Tùa Chùa ngày càng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.
Cũng tại hội nghị, Ban chấp hành Đảng bộ huyện đã quán triệt một số nội dung của quy định số 195/QĐ-TVK của Ban chấp hành Trung ương về chỉ đạo của Ủy ban kiểm tra cấp trên đối với Ủy ban kiểm tra cấp dưới trong công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng. Kết luận số 50/KNTVK của Ban Bí thư Trung ương về tiếp tục thực hiện nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa 11 về phát triển khoa học và công nghệ, phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Ngày 26 tháng 7, Liên đoàn Lao động huyện Tùa Chùa tổ chức tọa đàm kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam 28 tháng 7 năm 1929, 28 tháng 7 năm 2019. Tại buổi tọa đàm, các đại biểu đã cùng nhau ôn lại truyền thống vẻ vang 90 năm Công đoàn Việt Nam. Cùng với sự phát triển của công đoàn các cấp, Công đoàn huyện Tùa Chùa đã trải qua 10 kỳ đại hội. Đến nay toàn huyện có 80 tổ chức công đoàn với 1.975 đoàn viên. Qua các thời kỳ, Công đoàn huyện Tùa Chùa đã đóng góp quan trọng trong thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng của huyện. Các cấp công đoàn đã không ngừng đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động thông qua các phong trào thi đua thiết thực, hiệu quả hướng về cơ sở. Nổi bật là các phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo, đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao chất lượng thực thi công vụ của cán bộ, công chức, viên chức. Đồng thời triển khai nhiều hoạt động cụ thể để xây dựng, củng cố tổ chức, phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở, thực hiện tốt việc chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên và người lao động. Tỷ lệ công đoàn cơ sở đạt vững mạnh, đoàn viên công đoàn xuất sắc đều tăng qua từng năm. 6 tháng đầu năm, tổng thu ngân sách trên địa bàn thị xã Mường Lai ước khoảng hơn 3,6 tỷ đồng, đạt gần 56% so với dự toán tỉnh giao và đạt hơn 53% so với kế hoạch Hội đồng Nhân dân thị xã giao. Trong đó, các nguồn thu chính gồm nguồn thu từ thuế dịch vụ ngoài quốc doanh, thu phí và lệ phí trước bạ, thu từ thuế thu nhập cá nhân. Những tháng cuối năm với mục tiêu thu ngân sách trên địa bàn đạt hơn 6,5 tỷ đồng trên năm, thị xã tiếp tục thực hiện các giải pháp tăng thu ngân sách, nhất là nguồn thu từ doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh, hộ kinh doanh cá thể, thuế dịch vụ thương mại. Thực hiện quyết liệt các giải pháp chống thất thu, chống chuyển giá, trốn thuế, thu hồi số thuế nợ động, tiếp tục triển khai đồng bộ công tác tuyên truyền, hỗ trợ tư vấn pháp luật, nâng cao hiệu quả các hoạt động thu hút đầu tư vào địa bàn. Là huyện có nhiều tuyến đường dây điện đi qua địa hình đồi núi hiểm trở, độ dốc cao, tiềm ẩn nguy cơ sự cố về điện, Điện lực Mường Ảng đã chủ động triển khai kế hoạch đảm bảo an toàn hệ thống lưới điện. Điện lực Mường Ảng hiện đang quản lý vận hành trên 117 km đường dây 35 kV, trên 134 km đường dây hạ thế, gồm 65 trạm biến áp. Để đảm bảo cung cấp nguồn điện liên tục an toàn cho trên 9.000 khách hàng tại 9 xã và thị trấn của huyện, Điện lực Mường Ảng đã duy trì chế độ trực 24/24 giờ, thường xuyên kiểm tra hệ thống cơ sở hạ tầng, bảo dưỡng định kỳ thiết bị trung hạ áp và các trạm biến áp, phát dọn hành lang lưới điện, đảm bảo hệ thống lưới điện vận hành an toàn thông suốt. Điện lực Mường Ảng cũng chủ động huy động lực lượng phương tiện, kịp thời nắm bắt thông tin để có phương án khắc phục sự cố về điện do thiên tai theo phương châm 4 tại chỗ, nhằm đảm bảo an toàn liên tục trong quá trình cung ứng điện trong mùa mưa lũ, hạn chế thấp nhất những thiệt hại do thiên tai gây ra. Thông qua các chương trình dự án, hiện nay huyện Nậm Pồ đã có hơn 300 km đường giao thông nông thôn được cải tạo nâng cấp, toàn huyện chỉ còn 6 bản chưa có đường ô tô đến trung tâm xã. Giao thông đi lại thuận lợi, việc vận chuyển hàng hóa tiêu thụ dễ dàng hơn, người dân tại các bản khu vực vùng cao biên giới ở huyện Nậm Pồ đã mở rộng diện tích, quy mô các mô hình sản xuất nông lâm nghiệp, từng bước nâng cao thu nhập và chất lượng cuộc sống. Tuy nhiên, trong tổng số hơn 740 km các tuyến đường giao thông do huyện quản lý, vẫn còn hơn 80% là đường cấp phối và đường đất. Nguồn ngân sách đầu tư còn hạn chế nên việc cường hóa các tuyến giao thông còn khá chậm, chưa đáp ứng được nhu cầu và mong muốn của người dân trên địa bàn. Thời gian tới, huyện Nậm Pồ sẽ tích cực huy động người dân tham gia hiến đất, đóng góp ngày công để cải tạo các tuyến giao thông nông thôn, đảm bảo các tuyến đường giao thông của huyện đi lại thuận tiện cả hai mùa. Như phần đầu chương trình chúng tôi đã đề cập, trong chương trình Thế sự hôm nay chúng tôi sẽ dành một phần thời lượng để phản ánh việc có hay không nên tái đầu tư chăn nuôi lợn sau khi công bố hết dịch tả lợn ở một số địa phương trong tỉnh. Để tìm hiểu rõ hơn về vấn đề này, phóng viên đài chúng tôi đã có cuộc trao đổi với ông Đỗ Thái Mỹ, Chi cục trưởng Chi cục Thú y tỉnh Điện Biên. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Vâng, trước tiên xin được cảm ơn đồng chí đã tham gia cuộc trò chuyện này. Thưa đồng chí có thể cho biết là hiện tại bây giờ cái tình hình dịch tả lợn châu Phi trên địa bàn của tỉnh Điện Biên đang diễn biến như thế nào? Đồng chí có thể chia sẻ cho quý khán giả xem truyền hình được biết không ạ? Như chúng ta đã biết là dịch tả lợn châu Phi đã xảy ra trên địa bàn tỉnh Điện Biên đến nay đã được gần 5 tháng và tính đến ngày 25 tháng 7 thì trên địa bàn tỉnh đã có 86 xã và 500 thôn bản và 2.764 hộ có lợn mắc bệnh dịch tả lợn châu Phi. Tổng số lợn tiêu hủy đến ngày 25 tháng 7 là đã là 10.800 con và tương đương khoảng 467 tấn.
cái thiệt hại về dịch tả lợn châu Phi, mặc dù so với các tỉnh có dịch cùng thời điểm với tỉnh Điện Biên là tỉnh Điện Biên ở cái mức rất thấp, khoảng 2,6% tổng đàn. Tuy nhiên xét về cái mức độ lây lan cũng như cái thiệt hại thì đây là một cái dịch bệnh thiệt hại lớn nhất từ trước đến bây giờ. Qua trao đổi với đồng chí thì là cái tình hình dịch tả lợn châu Phi thì đang có cái chiều hướng giảm, thế nhưng mà vẫn tiềm ẩn cái nguy cơ mà lây lan cao. Thì để khống chế và dập dịch thì hiện tại bây giờ thì những cái giải pháp nào đang được triển khai thưa đồng chí? Theo số liệu phân tích của chúng tôi thì từ tháng 6 đến nay thì dịch bệnh đã có chiều hướng giảm, đặc biệt về cái số lượng lợn tiêu hủy đã giảm đi nhiều so với thời điểm tháng 4 và tháng 5. Tuy nhiên là cái diện của dịch thì vẫn cứ tiếp tục phát triển, đặc biệt là khu vực huyện Mường Nhé, huyện Nậm Pồ là những nơi mà có dịch phát hiện sau từ tháng 6, tháng 5 đến nay thì đang có chiều hướng diễn biến phức tạp, và cái thời điểm mà dịch kết thúc thì cũng chưa thể xác định được, giống như là các cái tình trạng chung của các tỉnh trong nước, vì hiện nay cả nước đã có 62 trên 63 tỉnh có dịch, mầm bệnh đã phát tán gần như là khắp nơi. Thưa đồng chí, dịch thì đang có chiều hướng giảm như vậy thì đây có phải là cái thời điểm tốt mà để người dân tái đàn không ạ? Và nếu mà người dân tái đàn trở lại thì người dân sẽ phải đối mặt với những cái rủi ro như thế nào ạ? Mặc dù là diễn biến của dịch đang có cái chiều hướng giảm đi, tuy nhiên cái tính bền vững của nó đang còn ở mức thấp, bởi vì thực tế hiện nay chúng ta biết là cái mầm bệnh nó đã phát tán ở khắp các khu vực, và cái xu hướng đánh giá của Bộ Nông nghiệp cũng như Cục Thú y là trong thời gian tới dịch vẫn sẽ tiếp tục là phát triển theo cái ba hướng. Thứ nhất là ở những khu vực xã bản chưa có dịch thì rất có khả năng dịch sẽ lây lan đến. Và thứ hai là số lợn tiêu hủy vẫn sẽ tiếp tục tăng lên, và đặc biệt là nó sẽ xâm nhiễm vào những cái hộ chăn nuôi số lượng lợn lớn mà có thực hiện các cái biện pháp mà an toàn vệ sinh cao hơn. Cái việc tái đàn trong cái thời điểm hiện tại là chúng tôi khuyến cáo là cần phải hết sức là cân nhắc, và đặc biệt là cũng chưa khuyến khích cái việc tái đàn trong thời điểm hiện tại. Thưa đồng chí, là trong cái quá trình mà chờ tái đàn thì hiện nay người dân nên chuyển sang những vật nuôi nào? Là cơ quan chuyên môn thì đồng chí có khuyến cáo như thế nào tới người dân ạ? Cái việc chuyển đổi cái mô hình sản xuất trong cái bối cảnh mà dịch tả lợn châu Phi đang hoành hành như hiện nay thì cũng đòi hỏi cần phải tính toán kỹ lưỡng. Bà con chăn nuôi cũng nên cân nhắc các cái đối tượng có thể chuyển đổi ngắn hạn, ví dụ như là đàn gia cầm hay là chuyển sang chăn nuôi dê. Còn đối với chăn nuôi châu bò, những cái loại động vật ăn cỏ thì nó cũng cần phải có thời gian rất dài, vì chu kỳ sản xuất nó lớn, nó dài, và ngay kể cả thủy sản cũng vậy. Và trong cái quá trình chuyển đổi thì cũng được khuyến cáo rất nhiều là cần phải tính toán đến cái thị trường đầu ra, vì thực tế mà nói nếu chúng ta thời gian dịch vừa qua ấy, thì là mặc dù là cái đàn lợn tiêu hủy cả nước rất lớn trên khoảng 33,6 triệu con, nhưng cái giá cả các loại thực phẩm khác, ví dụ như là gia cầm hay là thủy sản các thứ khác, nó cũng không tăng mà thậm chí có nơi còn giảm. Và đặc biệt hiện nay trước cái nguy cơ là cái nhập khẩu cái thịt lợn từ nước ngoài vào, và cái nguồn thịt lợn nhập khẩu này nó có giá rất rẻ, thậm chí là một số cái khu vực đã xác định là cái thịt lợn nhập khẩu từ nước ngoài về nó chỉ bằng hoặc là hơn chút giá lợn hơi của trong nước. Chính vì vậy cho nên đây cũng là một cái câu hỏi đặt ra cần phải các cơ quan chức năng cũng như bà con chăn nuôi cần phải tính đến để cân nhắc trước khi thực hiện cái việc chuyển đổi sản xuất. Vâng, để tìm hiểu rõ hơn về vấn đề này thì xin mời đồng chí và quý vị khán giả cùng theo dõi phóng sự sau. Hai tháng trước, sau khi tiêu hủy hơn 400 con lợn do dịch tả lợn châu Phi, đến nay gia đình ông Đặng Công Tiến, phường Him Lam, thành phố Điện Biên Phủ vẫn chưa nghĩ tới việc tái đàn trở lại. Nguyên nhân do dịch vẫn đang diễn biến trên địa bàn, nếu tái đàn vào thời điểm này sẽ tiềm ẩn nhiều rủi ro khó lường. Để chuẩn bị điều kiện trước khi tái đàn, gia đình ông Tiến đã tiến hành vệ sinh, tu sửa lại toàn bộ chuồng trại, đặc biệt là tiêu độc khử trùng. Hiện tại trang trại chúng tôi đang cho xử lý toàn bộ môi trường của trang trại, như phun sát trùng, rồi là xử lý lại từ bioga đến bể phốt để tiêu diệt hoàn toàn mầm bệnh trước khi tái đàn. Theo dự kiến thì khả năng là từ giờ đến cuối năm thì sẽ tái đàn, và từ quy mô tái đàn thì trước mắt thì cũng chưa thể tái đàn hết công suất của trang trại được, mà chúng tôi sẽ tái đàn từng bước một. Hiện tại thì chuồng lợn chúng tôi thì không thể chăn nuôi con khác được, bởi vì là nếu như nuôi con gà, con vịt thì nó sẽ ghép những cái bệnh khác như kiểu E. coli của con gà vào, thì nó sẽ đến lúc đàn lợn là sẽ ủ dịch ở đấy.
Gần đây giá lợn hơi đang có chiều hướng phục hồi nhưng vẫn còn ở mức thấp, chưa đảm bảo lợi nhuận cho người chăn nuôi. Trong khi đó, chăn nuôi lợn phải đối mặt với rất nhiều rủi ro từ dịch bệnh, nhất là bệnh dịch tả lợn châu Phi. Do đó, phần lớn người chăn nuôi lợn với quy mô lớn trên địa bàn tỉnh ta vẫn đang thận trọng trong tái đàn. Đây vệ sinh thì chúng tôi đây cũng giải vôi rồi là cũng quét vôi rồi là phun phiếc rồi thú y phun rồi gia đình cũng phun. Nói chung là cũng đã vệ sinh hết rồi đâu đấy rồi, giờ chỉ chờ còn vốn để về để tái đàn mới lại trả tiền cám. Mình sẽ tiếp tục lại phun tiếp thôi, phun thuốc khử trùng thôi, chứ nếu mà lợn về rồi thì vôi chắc không rác được nữa, thế là chỉ tiếp tục phun. Xử lý chất thải thì nhà tôi thì nói chung là nước phân của lợn thì tôi tận dụng hết vào tưới rau rồi vườn giết. Phân rồi thì tôi ủ thì cũng để rắc ra vườn thôi. Nhà tôi là vườn giết là nó cũng rộng nên là cũng chỉ để xử lý trong gia đình thôi. Cùng với việc chuẩn bị các điều kiện về vệ sinh khu vực chăn nuôi, nhiều hộ cũng đã có sự tính toán nhất định trong việc tiếp tục đầu tư cho việc nuôi lợn. Trước mắt, bà con sẽ tái đàn dần dần để theo dõi, không thực hiện ổ ạt. Sau một thời gian nuôi, nếu xét nghiệm bảo đảm an toàn với dịch thì mới nuôi tập trung. Việc này được thực hiện theo sự chỉ đạo của cơ quan chức năng tỉnh ta trong thực hiện tái đàn lợn sau dịch tả châu Phi. Không nên tái đàn sau khi chưa hết xảy ra. Nếu người dân tái đàn thì khi công bố dịch. Và để công bố dịch xong thì người dân tái đàn, thì để tạo điều kiện cho người dân tái đàn thì yêu cầu người dân đấy là phải thực hiện tốt cái công tác vệ sinh tiêu độc khử trùng. Cấp huyện thì sẽ hỗ trợ cho người dân cái nguồn kinh phí tiêu hủy lợn đã chết để người dân có cái nguồn kinh phí để tái đàn. Và cái vấn đề quan trọng là người dân cần phải tìm được cái giống lợn làm sao để có cái nguồn gốc cũng như xuất xứ. À, cũng như là cái giống lợn làm sao để tái đàn, để làm sao nó phù hợp, cũng như là phát triển đàn cách tốt nhất. Dịch tả lợn châu Phi dễ lây, lây nhanh và khi lợn mắc bệnh đều bị chết. Do đó, bên cạnh việc chuẩn bị các điều kiện cần thiết để tái đàn sau này, thì bây giờ người dân có thể chuyển đổi sang một số vật nuôi khác để tránh những thiệt hại do chủ quan nóng vội. Khi bệnh dịch tả lợn châu Phi càn quét, không thể tiếp tục nuôi lợn, nhiều hộ chăn nuôi đã ồ ạt chuyển sang đầu tư nuôi gia cầm. Tuy nhiên, nếu người chăn nuôi không thận trọng khi tái đàn, sẽ dễ xảy ra tình trạng rớt giá, khó tiêu thụ, rủi ro khi chăn nuôi gia cầm là rất cao. Sau khi phải tiêu hủy gần 36 tấn lợn do dịch tả lợn châu Phi, thiệt hại kinh tế lên tới vài trăm triệu đồng. Hết lợn, nhìn chuồng trại trống trơn, trong khi tiền vốn vay ngân hàng vẫn chưa có để trả. Gia đình ông Đào Xuân Huyên, xã Thành An, huyện Điện Biên đã mạnh dạn chuyển đổi sang nuôi gần 300 con gà thịt. Việc làm này sẽ tạo nguồn thu nhập cho gia đình trong khi chờ tái đàn lợn trở lại. Qua cái trận dịch lợn chết thì cũng chưa được sự nhất trí của nhà nước cũng như là huyện, xã thì vì là dịch chưa dập xong chúng tôi cũng chưa dám đưa lợn nào để tái đàn và cũng chỉ có một chút gà nhà mình đã có sẵn mình đưa lên cho đỡ trống chuồng. Thời điểm này không riêng hộ ông Huyên mà rất nhiều hộ chăn nuôi ở huyện Điện Biên đã chuyển sang nuôi gia cầm, gà, ngan, vịt để thay thế cho nuôi lợn. Sau khi phải tiêu hủy hơn 1 tấn lợn nái do dịch, gia đình ông Quảng Văn Thiên, đội 9 xã Thanh Yên, huyện Điện Biên đã chuyển sang nuôi gia cầm với quy mô lớn gồm 500 con gà và 300 con ngan thịt. Nói chung là nuôi ngan này lúc mới bắt về ấy, là cũng mình cũng phải thường xuyên là kiểm tra nó cũng khó khăn đấy. Mà mình kiểm tra chủ yếu là phân, đấy nó bị đi ỉa này, cái này suốt ngày là phải úm. Nói chung là nuôi lợn thì một ngày mình chỉ cho ăn 2 bữa thôi. Còn nuôi ngan này suốt ngày phải dọn chuồng này, rửa này. Còn gà thì mình cho cám này, cám này cháu vào, cho men vi sinh vào thì nó khô, nó không mùi. Còn ngan này nó mùi lắm. Đối với việc nuôi gia cầm ồ ạt số lượng lớn thay thế cho nuôi lợn như hiện nay không được các ngành chức năng khuyến khích bởi có quá nhiều rủi ro đến với người chăn nuôi. Hiện tại đang là mùa mưa, thời tiết thay đổi bất thường, gia cầm dễ mắc dịch bệnh. Hơn nữa, các hộ này hầu hết chỉ có kinh nghiệm nuôi lợn, chưa có kỹ thuật kinh nghiệm nuôi gà vịt, ngan nên rủi ro do gia cầm mắc dịch bệnh là rất cao. Mặt khác, nuôi gia cầm với số lượng lớn trong khi đầu ra chưa có, giá cả bấp bênh. Nếu rủi ro này xảy ra thì người chăn nuôi vừa chịu hậu quả nặng nề từ nuôi lợn sẽ phải gánh thêm thiệt hại do chăn nuôi gia cầm. Bây giờ sẽ là phần tin trong nước và quốc tế.
Thưa quý vị và các bạn, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đã giao Bộ Giao thông Vận tải tiếp thu ý kiến Bộ Kế hoạch và Đầu tư và phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện việc lập, thẩm định báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án xây dựng nhà ga hành khách T3 Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất theo quy định. Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam ACV thuộc Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp cho biết đã xây dựng mốc thời gian cụ thể đối với dự án nhà ga hành khách T3 Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất thành phố Hồ Chí Minh. Việc thực hiện sẽ được tiến hành ngay sau khi ACV được phê duyệt chủ trương đầu tư, đảm bảo nhà ga T3 sẽ hoàn thành đưa vào khai thác vào quý 2 năm 2022. Dự kiến công suất nhà ga mới đạt 20 triệu khách mỗi năm, tổng diện tích mặt sàn khoảng 100.000 m2. Tổng kinh phí dự án hơn 11.430 tỷ đồng được ACV đầu tư bằng vốn doanh nghiệp. Sân bay Tân Sơn Nhất dự kiến sẽ đạt 45 triệu khách vào năm 2025. 85.000 đơn vị máu được thu về tại 39 tỉnh thành trên toàn quốc là kết quả mà chương trình Hành trình đỏ 2019 thu được sau hơn 50 ngày tổ chức. Đây là thông tin được đưa ra tại hội nghị tổng kết Hành trình đỏ sáng nay 27 tháng 7 tại Hà Nội. Hành trình đỏ năm nay được tổ chức sớm hơn mọi năm từ ngày 11 tháng 6 nhằm rút ngắn thời gian khan hiếm máu vẫn thường xảy ra ở nhiều địa phương vào tháng 6. Năm 2019 cũng là năm đầu tiên chương trình được tổ chức trong thời gian dài nhất 50 ngày với sự tham gia của 39 tỉnh, thành phố, thu hút hàng vạn người dân đến tham gia, tiếp nhận được hơn 85.000 đơn vị máu. Nhờ có lượng máu huy động được từ các tỉnh tổ chức hành trình đỏ, riêng Viện Huyết học Truyền máu Trung ương trong dịp hành trình đỏ này đã cung cấp cho các bệnh viện tại các tỉnh, thành phố 71.457 đơn vị máu và chế phẩm máu. Cũng nhờ đó, tháng 6, tháng 7 năm 2019 là năm đầu tiên Viện Huyết học Truyền máu Trung ương không phải huy động người nhà hiến máu do thiếu cung cấp máu cho các bệnh viện như những năm trước đây. Bên cạnh kết quả về lượng máu tiếp nhận được, hành trình đỏ cũng có tác động mở rộng việc tuyên truyền về hiến máu đến đông đảo người dân, đặc biệt tại những tỉnh còn khó khăn, tỉnh có nhiều đồng bào dân tộc thiểu số. Thông tin mới nhất từ Tổng cục Hải quan cho thấy, nửa đầu tháng 7 năm 2019, cả nước chi 191 triệu đô la Mỹ để nhập khẩu hơn 2,2 triệu tấn than đá về phục vụ cho một số ngành sản xuất tiêu dùng than lớn như là điện, xi măng. Lũy kế từ đầu năm đến ngày 15 tháng 7, cả nước nhập tới gần 23 triệu tấn than đá với tổng kim ngạch gần 2,17 tỷ đô la Mỹ. So với cùng kỳ năm ngoái, lượng than đá nhập khẩu tăng gần 12 triệu tấn, tương đương tăng 108%, trong khi kim ngạch tăng thêm 69,5%. Đáng chú ý, sản lượng than đá nhập khẩu đã vượt tổng sản lượng nhập khẩu của cả năm trước gần 57.000 tấn. Nhìn lại tốc độ chi nhập khẩu than trong những năm gần đây cho thấy mức độ phụ thuộc nguồn cung than nhập khẩu rất lớn. Tin quốc tế, sau khi nước Anh có thủ tướng mới, Mỹ và Anh đang thảo luận về một thỏa thuận thương mại tự do mà có thể thúc đẩy kim ngạch thương mại song phương thời kỳ hậu Brexit vượt xa mức hiện nay. Tổng thống Mỹ Donald Trump đã xác nhận thông tin này sáng sớm nay theo giờ Hà Nội sau cuộc điện đàm đầu tiên với tân Thủ tướng Anh Boris Johnson. Tổng thống Trump cho biết hai nước đã bắt tay vào việc thảo luận về thỏa thuận thương mại tự do mới. Ông dự đoán lạc quan rằng Anh và Mỹ sẽ đạt được một thỏa thuận đáng kể, có thể thúc đẩy kim ngạch thương mại lên gấp 4,5 lần hiện nay. Nhà lãnh đạo Mỹ cũng cho rằng thương mại song phương đã gặp trở ngại với mối quan hệ rạn nứt giữa Anh và Liên minh châu Âu. Do đó, một khi Anh chính thức rời EU, trao đổi thương mại giữa hai nước có thể tăng mạnh hơn nữa. Từ London, người phát ngôn văn phòng Thủ tướng Anh cho biết hai nhà lãnh đạo đều bày tỏ cam kết đạt một thỏa thuận thương mại tự do đầy tham vọng và sẽ khởi động các cuộc thương lượng sớm nhất có thể ngay sau khi Anh rời EU. Liên quan đến vụ phóng tên lửa của Triều Tiên mới đây, ngày 26 tháng 7, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông không cảm thấy tức giận trước động thái mới nhất của Bình Nhưỡng. Tuyên bố theo hướng giảm nhẹ động thái mới của Triều Tiên cho thấy khả năng ông Trump vẫn giữ cam kết tiếp tục đàm phán phi hạt nhân hóa với Bình Nhưỡng. Phát biểu với phóng viên tại Nhà Trắng, Tổng thống Donald Trump khẳng định ông không tức giận trước vụ phóng mới của Triều Tiên, đồng thời nhấn mạnh mối quan hệ tốt đẹp giữa ông với nhà lãnh đạo Kim Jong Un. Đó là tên lửa tầm ngắn và nhiều nước có loại tên lửa này. Ông Kim Jong Un cũng không đưa ra lời cảnh báo nào với Mỹ. Trước đó, Triều Tiên cho biết vụ phóng ngày 25 tháng 7 nhằm gửi lời cảnh báo tới những người theo chủ nghĩa quân Việt ở Hàn Quốc đang thúc đẩy triển khai các vũ khí mới trên lãnh thổ Hàn Quốc và tiến hành các cuộc tập trận quân sự. Đây cũng là vụ phóng tên lửa đầu tiên Bình Nhưỡng tiến hành kể từ khi hai nhà lãnh đạo Mỹ-Triều có cuộc gặp lần thứ ba hồi tháng 6 vừa qua tại khu phi quân sự DMZ ở biên giới Liên Triều và hai bên nhất trí khôi phục lại đàm phán về phi hạt nhân hóa. Nga và Trung Quốc bảo vệ quan điểm cần phải tôn trọng quyền tự quyết của người dân Venezuela và không được có sự can thiệp từ bên ngoài. Tuyên bố được đưa ra hôm qua trong phiên khai mạc hội nghị ngoại trưởng nhóm các nền kinh tế mới nổi hàng đầu thế giới BRICS tại thành phố Rio de Janeiro của Brazil.
Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho rằng các bên cần tôn trọng chủ quyền và quyền tự quyết của người dân Venezuela cũng như luật pháp quốc tế trên cơ sở không can thiệp công việc nội bộ của các nước khác và không được đe dọa sử dụng vũ lực với cái cớ bảo vệ hòa bình thế giới. Ông Lavrov kêu gọi các bên cần phải ủng hộ nỗ lực của người dân Venezuela muốn tự giải quyết vấn đề của mình và không phải chịu bất cứ sức ép từ bên ngoài nào. Về phần mình, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị bày tỏ sự phản đối trước mọi biện pháp đơn phương mang tính trừng phạt nhằm gây sức ép đối với các nước khác, đồng thời khẳng định sự ủng hộ đối với chủ nghĩa đa phương trong mối quan hệ quốc tế hiện nay. Theo ông, đây là quan điểm mà BRICS cần phải thống nhất, bảo vệ trên cơ sở luật pháp quốc tế vì sự phát triển chung của tất cả các nước. Và đến đây chương trình Thời sự tối của Đài Phát thanh và Truyền hình Điện Biên cũng xin được tạm dừng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.